Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Mina Cuộc Sống ở Na Uy. Hôm nay Mina làm bánh bông lan cà rốt nha cả nhà. Thì ngày mai á, là ở nhà, ở trường của con mình có cái lễ hội hóa trang á. Anh đó thành ra ba mẹ, người nào có thời gian thì lên đó phụ giúp. Còn người nào không có thời gian thì có thể làm bánh trái này nọ để lên góp vui á. Ở đây thì mình cần 6 cái trứng. 3 muỗng bột nổi, 3 muỗng, muỗng này là muỗng cà phê nha các bạn, 3 muỗng bột nổi với là 3 muỗng muối nổi. Thì ở đây mình có nè, này là bột nổi nè các bạn, bột nổi của mình. Mình ở Na Uy nha các bạn. Còn đây là muối nổi. Mình cần thêm 3 muỗng cà phê bột quế nha. Rồi 600 gram đường cát, 500 gram bột mì, 450 ml dầu ăn. Dầu ăn bình thường thôi nha các bạn. Dầu ăn này mình lấy dầu ăn mà kiểu mình mới mua về chứ đừng có lấy dầu ăn xài qua rồi. Rồi thì bánh bông lan cà rốt mà tất nhiên là mình phải cần cà rốt đúng không? Đây cà rốt của mình đây. Cà rốt thì ở đây nó cần là 7,5 dl. Decilit là 750 ml nha các bạn. Tự mình có cái đồ đông này nè, nó đông bằng decilit không à. Thì mình tính ra ml cho các bạn luôn đó, là 750 ml. Bây giờ mình bắt tay vô mình làm nha. Mình gọt cà rốt trước nha. Mình gọt xong mình bào cà rốt trước. Thank you.
đây là cái khuôn bánh của mình nha các bạn. Mình đã đổ dầu vô, xong xuôi mình sẽ quét quét dầu xung quanh và quét ở trên cái vành này nữa nè các bạn. Đó. Quét để khen. Rồi xong thì mình sẽ để miếng giấy vô. Cái giấy này là giấy nướng bánh đó, hoặc là ở Việt Nam mình hay kêu bằng giấy nến nướng bánh gì đó. Còn nếu mà không có thì các bạn dùng cái loại giấy A4 cũng được. Xong mình lót nó vô. Mình lót nó vô, mình nướng như vậy để khi mình lấy bánh ra nó sẽ dễ dàng hơn nha. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đổ bột vô khuôn nha các bạn. Các bạn chỉ nên đổ bột vô đổ bột chừng khoảng 2/3 cái khuôn thôi nha. Chứ các bạn mà đổ đầy quá đó là khi mà bánh nó nở nó sẽ trào ra. Đây, mình đã đổ bột vô khuôn rồi nè các bạn. Bây giờ mình nãy giờ thì mình mở lò ở nhiệt độ là 175 độ lửa trên dưới luôn. Đó, mình sẽ bỏ cái bánh này vô mình nướng khoảng 30 phút nha. Rồi bây giờ mình bỏ bánh vô nướng nha. Bây giờ thì mình làm kem cho cái món bánh cà rốt của mình nha các bạn. Mình cần hai hộp này. Cái loại này nè, cái loại này mình thấy ở bên Mỹ, ở châu Âu hay ở Việt Nam cũng có nha, rất dễ kiếm. 250g bơ này các bạn nhớ để mềm nha. Cho mà khi mình trộn thì nó dễ hơn. Với lại đường bột này là cần 500g. Với lại ba muỗng cà phê vani. Thank you.
Các bạn trộn khi nào mà thấy nó mịn như vậy là được rồi nè. Đó. Là nó mịn như vậy là nó đã hòa quyện lại với nhau rồi đó. Ừ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt kem lên bánh nha. Đây các bạn. Kem này đó lúc mình pha màu là mình mình cũng tính quay rồi mà xong cái mình quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình pha xong rồi. Thì ở đây vẫn còn màu trắng nè các bạn, vẫn còn một chút màu trắng. Còn ở đây là màu xanh nè. Màu xanh mình mới pha nè. Còn đây là màu hồng nè. Còn đây là màu tím. Nhưng mà các bạn thấy nó bị loang loang nha. Đấy đó, cái đó là mình cố tình nha chứ không phải là mình pha không có kỹ nha. Mình cố tình mình làm cho nó đẹp á. Đó, bây giờ là bốn màu luôn. Màu trắng, màu hồng nè. Màu tím nè, màu xanh. Đây các bạn. Đây là bánh mình đã sắt sẵn ra rồi nha. Tại vì mình đem vô trường học cho con cái mình á, thành ra mình chia sẵn cho người ta luôn để người ta dễ chia.